toàn cảnh quốc tế 13 tháng 7, nổ gần sân bay ở Mariupol do Nga kiểm soát. Các quan chức Anh nói với Telegraph rằng Ukraine chưa được phép tấn công lãnh thổ Nga bằng Storm Shadow. Nga thử nghiệm giáp chống UAV. Quan chức Mỹ-Ấn điện đàm sau cuộc gặp giữa ông Modi và ông Putin. Triều Tiên lên án tuyên bố của hội nghị NATO. Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Đài Loan, Mỹ ký hợp đồng mua bán hệ thống theo dõi hồng ngoại cho chiến đấu cơ F-16. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế thứ 7 ngày 13 tháng 7 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin Một loạt vụ nổ đã xảy ra tại Mariupol do Nga kiểm soát ở khu vực Donetsk vào ngày 12 tháng 7. Ông Petro Andriuchenko, cố vấn thị trường lưu vong của thành phố này cho biết. Ông Andriuchenko đã chia sẻ những bức ảnh và video cho thấy những đám khói bốc lên trên Mariupol. Các vụ nổ gần sân bay của thành phố đã được ghi lại trong các video được chia sẻ trên Telegram. Sau đó, mạng xã hội đưa tin về một vụ nổ khác Mariupol đã bị lực lượng Nga bao vây từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và biến khu vực này thành đống đổ nát. Mới đây, nhóm du kích Atest tuyên bố đã phá hoại một tuyến đường sắt quan trọng nối giữa Rostov-on-Don của Nga và thành phố Mariupol được quân đội Nga sử dụng. Ukraine chưa được cho phép sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nguồn tin từ quan chức Anh nói với Telegraph trong một bài đăng được công bố vào ngày 11 tháng 7. Cùng ngày, ngoại trưởng Anh David Lamy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ European PRada rằng vấn đề này vẫn đang được xem xét, nhưng ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Sự mập mờ bắt đầu khi tân thủ tướng Anh Keir Starmer dường như đã ám chỉ vào ngày 10 tháng 7 rằng Ukraine có thể sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Ông Stammer cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington rằng các hỏa tiễn rõ ràng là được sử dụng theo luật nhân đạo quốc tế và vì mục đích phòng thủ. Nhưng Ukraine phải giải quyết cách triển khai chúng cho các mục đích phòng thủ đó. Những phát biểu của ông Stammer lặp lại lời của cựu Ngoại trưởng Anh David Cameron vào đầu tháng 5. Ông Cameron nói rằng, Kyiv có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Nguồn tin của báo Kyiv Independent tại văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ tuyên bố này vào thời điểm đó, nói rằng Vương quốc Anh chưa bật đèn xanh cho Kyiv. Sau cuộc gặp với tân Thủ tướng Stemmer, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận tình hình thực tế, việc Anh cho phép sử dụng Storm ra đầu chống lại các mục tiêu ở Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cũng đề cập đến việc Anh cho phép sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow đầu chống lại các cơ sở quân sự ở Nga, trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ngay sau đó, tờ Telegraph đưa tin rằng, mặc dù ông Stammer đã phát ngôn như vậy, nhưng quốc gia này vẫn chưa nới lỏng chính sách sử dụng hỏa tiễn tầm xa, vì các quan chức lo ngại động thái như vậy có thể dẫn đến leo thang. Nguồn tin quốc phòng cấp cao của tờ báo này tuyên bố rằng, tình hình phức tạp hơn so với những gì ông Zelensky đề xuất. Việc cho phép tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa vào các mục tiêu bên trong nước Nga sẽ cần có sự chấp thuận của ba quốc gia. Mặc dù các nguồn tin không nêu rõ hai quốc gia còn lại, nhưng Pháp sản xuất các biến thể Storm Shadow của riêng mình có tên là Scarp-T cũng đã được cung cấp cho Ukraine. Khi được hỏi liệu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng Storm Shadow hay không, nguồn tin nói với tờ báo rằng điều đó sẽ không xảy ra. Các nguồn tin cũng cho biết hỏa tiễn này chưa được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Zelensky sẽ phải tìm kiếm sự bảo đảm ở nơi khác. Trước khi Ukraine có thể phóng Storm Shadow vào đất nga, họ cho biết những sự đảm bảo này vẫn chưa được thỏa thuận xong. Theo báo cáo, Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow do người Anh cung cấp có tầm bắn lên tới 250 km để tấn công các mục tiêu quân sự của nga ở Crimea. Tập đoàn quốc phòng Rosstech của nga đã thử nghiệm thành công lớp giáp được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công bằng UAV và lựu đạn. Văn phòng báo chí của Rostec cho biết, Rostec đã thử nghiệm thành công lớp giáp nội địa được thiết kế để bảo vệ các vật thể cố định khỏi mảnh đạn và máy bay không người lái. Sản phẩm được phát triển tại Viện Nghiên cứu Thép thuộc tập đoàn Kalashnikov là tập đoàn con của Rostec. Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong quá trình thử nghiệm, một tấm giáp chịu được sức xuyên phá của đạn 9x19 ly 7N21 và mảnh liệu đạn F1 phát nổ ở khoảng cách chỉ hơn nửa mét được làm từ nhiều loại vật liệu tiên tiến khác nhau, tấm giáp này cũng có thể chống chịu được lưu đạn cầm tay RGD5, RGN, RGO. Thông báo của Rostec cho biết, mỗi tấm giáp có trọng lượng khoảng 30 kg, có thể được lắp đặt để bảo vệ nhà kho chứa đạn dược, cơ sở năng lượng trước những cuộc tấn công trực diện, đặc biệt là máy bay không người lái tự sát. Từ đầu năm nay, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang nỗ lực tìm giải pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Ajit Dovan ngày 12 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi Washington nêu lên lo ngại với New Delhi về cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, Ông Sullivan và ông Donovan đã thảo luận về nhiều vấn đề song phương, khu vực và quốc tế trong cuộc điện đàm của họ. Tuyên bố không đề cập đến việc liệu hai quan chức có thảo luận về chuyến thăm của Thủ tướng Modi với Nga vào đầu tuần này hay không. Tại Moscow, ông Modi nói với ông Putin rằng cái chết của những đứa trẻ vô tội là điều đau đớn. Một ngày sau cuộc tấn công của Nga vào một bệnh viện nhi ở Kyiv, trong cuộc điện đàm, ông Sullivan và ông Doran đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Ấn Độ-Hoa Kỳ, vốn được xây dựng dựa trên các giá trị chung, lợi ích chiến lược và an ninh chung. Tuyên bố của Ấn Độ cho biết, quan chức hai nước nhắc lại nhu cầu hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu đối với hòa bình và an ninh. Nga là một trong những đối tác chiến lược gần gũi nhất của Ấn Độ và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với New Delhi như một đối trọng với đất nước Trung Quốc đang trỗi dậy trong khu vực. Thưa quý vị, truyền thông Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 7 cho biết, Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ nhất tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO gần đây. Trong một tuyên bố vào đầu tuần này tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington, các nhà lãnh đạo của NATO đã nhấn mạnh lời cam kết gia nhập của Ukraine và có lập trường cứng rắn hơn về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga. KCNA của Triều Tiên trích lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này. Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Washington được dựng lên và công khai vào ngày 10 tháng 7, chứng minh rằng Hoa Kỳ và NATO bị hạ xuống thành công cụ cho cuộc đối đầu của mình, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Bình Nhưỡng cáo buộc các động thái của Hoa Kỳ nhằm mở rộng khối quân sự với các nước NATO và các đối tác châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, gây ảnh hưởng đến hòa bình trong khu vực. Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh NATO kêu gọi Trung Quốc ngừng hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Họ cũng cáo buộc Iran và Triều Tiên tiếp tay cho một cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. Bên lề hội nghị NATO, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký hướng dẫn về việc thiết lập một hệ thống răn đe mở rộng tích hợp cho bán đảo Triều Tiên để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ chính quyền Bình Nhưỡng. Ngày 12 tháng 7, Washington thông báo rằng họ sẽ tiếp tục từ chối cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương Tây Tạng và những khu vực khác. Tuy nhiên không giống như trước đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 12 tháng 7 không nêu tên hoặc đưa ra số lượng những người sẽ bị từ chối cấp thị thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết, Washington đang hạn chế cấp thị thực cho các cựu quan chức và đương nhiệm vì họ tham gia vào việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và dân tộc tiểu số. Ông Miller cho hay, Bắc Kinh đã không thực hiện đúng các cam kết tôn trọng và bảo vệ nhân quyền như đã được chứng minh bằng cuộc diệt chủng và tội ác chống lại loài người đang diễn ra ở Tân Cương. Sự xói mòn các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông, tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn ở Tây Tạng và đàn áp xuyên quốc gia trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc chấp nhận các khuyến nghị trong đợt đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc về hồ sơ nhân quyền của nước này bao gồm việc trả tự do cho những công dân bị giam giữ một cách tùy tiện và bất công. Trang Taiwan News ngày 12 tháng 7 đưa tin, Đài Loan đã ký hợp đồng với Hoa Kỳ về gói vũ khí trị giá 11,24 tỷ đài tệ, tương đương 344 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST cho chiến đấu cơ F-16 của mình. Chính quyền Tổng thống Biden đã công bố vào tháng 8 năm 2023, rằng họ đang có kế hoạch bán các hệ thống theo dõi cho Đài Loan thuộc hợp đồng bán vũ khí trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Theo Đài CNA, hợp đồng cho 17 mặt hàng đã được ký kết bởi phái bộ quốc phòng tại Hoa Kỳ và viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT vào ngày 25 tháng 6. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Khu vực Đông Nam bao gồm căn cứ không quân Trí Hàng Nơi đồn trú có 66 chiến đấu cơ F16V mua từ Hoa Kỳ. Hệ thống IAST có thể phát hiện máy bay tàng hình cách xa tới 150 km. Vì động cơ và ma sát giữa không khí và máy bay tạo ra nhiệt. Theo các chuyên gia quân sự, công nghệ hồng ngoại sẽ giúp khắc phục những thiếu sót của hệ thống radar hiện có. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.